Lời nói đầu tiên, Như Anh xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang cùng theo dõi livestream tư vấn online ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, với một cuộc sống hối hả và hiện đại hóa như ngày nay, thì chúng ta phải dành nhiều thời gian để tiếp xúc với nhiều thiết bị công nghệ khác nhau trong nhiều giờ liên tục. Đây là điều khó tránh khỏi và ít nhất là sẽ ảnh hưởng tới thị lực của chúng ta. Và cộng thêm với những tác động từ bên ngoài như là không khí bị ô nhiễm rồi bụi sẽ làm ảnh hưởng đến thị lực của chúng ta. Và những cái tác động đó cộng với những cái lối sống chưa quan tâm đến sức khỏe đúng cách hoặc là cuộc sống với những căng thẳng và mệt mỏi. Những việc này cũng đã góp phần làm gia tăng cái khả năng bị bệnh lý tật khúc xạ mà chúng ta đang thấy ngày nay gia tăng rất là nhiều. Và theo thống kê thì ở Việt Nam có từ 20 đến 40% trẻ ở độ tuổi từ 6 đến 15 bị tật khúc xạ. Và các sinh viên của các trường đại học cao đẳng thì phần lớn đều có bệnh lý tật khúc xạ, có thể chiếm đến 50% số lượng. Và để giúp chúng ta có những hiểu biết đúng đắn cũng như là có những phương pháp điều trị chăm sóc sức khỏe đôi mắt được tốt hơn, đồng thời nhân dịp kỷ niệm 16 năm ngày thành lập tập đoàn Mắt Sài Gòn, ngày hôm nay thì Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ tổ chức thực hiện chương trình tư vấn online bệnh lý tật khúc xạ và những điều cần biết cùng với sự tham gia của bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Kết, giám đốc bệnh viện của chúng ta. Vâng ạ, xin được chào bác sĩ Kết. Đầu tiên thì Như Anh cũng xin cảm ơn bác đã đồng hành cùng với buổi tư vấn online của chúng ta ngày hôm nay. Và để giúp cho khán giả có thể hiểu rõ hơn về bệnh lý tật khúc xạ, thì xin được mời bác sĩ Kết hãy chia sẻ giúp Như Anh rằng là những bệnh lý tật khúc xạ là gồm những bệnh lý nào và ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ dễ mắc phải ạ? Trước tiên tôi xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Như chúng ta đã biết, muốn biết bệnh lý về tật khúc xạ, trước tiên chúng ta phải hiểu tật khúc xạ là gì. Tật khúc xạ là cái hiện tượng một rối loạn mắt phổ biến xảy ra khi mắt không thể nhìn rõ hình ảnh sự vật xung quanh và là một trong những nguyên nhân chính gây suy giảm thị lực của chúng ta. Thì có 3 loại phổ biến nhất của tật khúc xạ. Thứ nhất là cận thị. Cận thị là mắt không nhìn rõ các vật ở xa mà chỉ nhìn rõ các vật ở gần. Cái thứ hai là viễn thị, cái thứ ba là loạn thị. Và đối với những người trung niên trên 40 tuổi thì nó còn có thêm cái nó gọi là lão thị. Tức là khi mà cơ thể mình lão hóa thì cái thủy thể nó cũng lão hóa theo và nó làm cho cái sự điều tiết nó giảm đi. Thì lúc bây giờ nó gây ra lão thị. Thì như chúng ta muốn biết thế nào là các cái tật khúc xạ xảy ra thì mình phải biết thế nào là con mắt chính thị. Con mắt chính thị của người ta có nghĩa là khi chúng ta nhìn một ảnh của một vật ở xa thì chúng ta cái ảnh đó nó sẽ hội tụ trên cái hoàng điểm và nó đưa lên não thì ta nhìn rõ các cái vật tất cả mọi chi tiết. Còn nếu như mà bị cận thị thì cái hình ảnh của vật nó sẽ nằm ở phía trước võng mạc. Và lúc bây giờ thì như chúng ta đã biết rồi, cận thị thì chỉ nhìn ở gần, nhìn xa nó mờ mờ ảo ảo nên bệnh nhân nhìn nó rất là khó chịu và phải nheo mắt đi để điều tiết thì mới nhìn được. Và cái thứ hai là cái viễn thị. Thì tức là nhìn không nhìn thấy vật ở gần mà nhìn thấy vật ở xa. Tức là cái ảnh của vật nó nằm ở phía sau võng mạc. Mà nếu nằm ở sau nó ít thì có thể cái mắt nó điều tiết nó kéo về võng mạc được. Còn nếu mà nằm ở phía sau nó xa quá, tức là cái độ cận thị mà cái độ lão thị của viễn thị của bệnh nhân mà nó cao quá thì cái ảnh của nó nằm xa phía sau võng mạc thì cái điều tiết nó cũng không kéo về được. Mà lúc giờ ta phải dùng một cái kính lão viễn thị đó để kéo cái ảnh nó về cho nó đúng cái hoàng điểm của bệnh nhân. Còn đối với lại loạn thị thì tức là bệnh nhân nhìn hình nó không rõ. Tức là hình thường ta nhìn hình theo không gian 3 chiều. Cho nên là đối với những bệnh nhân loạn thị thì có thể anh nhìn một cái hình đứng, trên một cái hình nhìn đứng này thì rõ. Nhưng mà cái tiêu ngang của nó có thể mờ, hoặc nhìn tiêu ngang rõ thì tiêu đứng nó mờ. Vì vậy cho nên là nó với làm cho méo mó hình, có thể nhìn cái hình của một cái vật thẳng nó hơi cong đi, hoặc là làm cho mình nhìn nó rất là khó chịu, nó không thật được cái hình, buộc người ta phải dùng cái kính điều chỉnh loạn thị. Thì đấy là cái các cái triệu chứng của bệnh về tật khúc xạ. Thì một là nhìn không rõ các vật, hai là nheo mắt, cái thứ ba là nhức đầu, cái thứ tư là mỏi mắt do mình cái con mắt mình nó điều tiết, và có thể nhìn thành những cái vùng chói sáng, những cái quầng xanh đỏ khi mà nhìn vào vật, và nhiều khi mình còn nhìn thành hình đôi, tức là nhìn nó song thị, nó thành một hình thành hai đó. Thì đấy là cái tật khúc xạ. Dạ.
Xin được cảm ơn những thông tin từ bác sĩ Kết. Vâng, và kính thưa quý vị khán giả, như vậy là bệnh lý tật khúc xạ cũng như những gì mà bác sĩ Kết vừa chia sẻ thì chúng ta có thể hiểu được rằng là có rất là nhiều loại bệnh lý khác nhau và cũng ở nhiều độ tuổi khác nhau, đúng không ạ? Như anh cũng được biết là hiện giờ thì trẻ nhỏ cũng như là các bạn trẻ tầm từ 18 tuổi đến 30 tuổi bây giờ hầu như đều có tỷ lệ cận thị khá là cao. Vậy thì thưa bác sĩ Kết, cho như anh xin phép được hỏi là đối với tật khúc xạ cận thị thì việc điều trị có khó khăn gì hay không và phương pháp nào hiện tại đang được áp dụng để điều trị ạ? Thì đối với tật cận thị thì nói chung là điều trị nó không có gì khó khăn. Nó có nhiều phương pháp điều trị. Thì cái thứ nhất là có thể mình đeo kính, đeo cái mắt kính như của tôi đây, đang đeo đây. Nhưng mà cái mắt kính này không phải là mắt kính cận mà đây là của tôi là mắt kính chắn bụi thôi. Nên nó chỉ có một cái độ lão một tí xíu ở dưới thôi. Thì đeo có thể đeo kính mắt, tức là đeo cái kính nó đúng với cái độ cận của bạn để đưa cái hình nó vào đúng võng mạc. Cái thứ hai này có thể các bạn dùng kính áp tròng. Kính áp tròng nó có hai loại kính áp tròng. Một loại kính áp tròng nó có độ, tức là kính áp tròng mềm để các bạn nữ đi chơi đâu hoặc là đi đám tiệc này kia mình make up thì mình không muốn đeo kính thì mình đeo cái kính áp tròng đó. Còn một cái loại áp tròng thứ hai là áp tròng cứng, nó đeo ban đêm thì dùng để điều trị cho những người mà người ta không thể mổ được hoặc là người ta không đeo kính được, người ta dùng để chơi thể thao. Cái đó nó gọi là tạo hình giác mạc nhưng tạm thời. Thì ban đêm nó đeo nó tạo hình giác mạc lại thì ban ngày nó nhìn rõ nhưng mà đến buổi chiều thì nó mờ mờ dần đi. Thì thường dùng cho trẻ dưới 18 tuổi là tụi tôi dùng cái nó gọi là OctoKey, tức là dùng đeo ban đêm. Và cái phương pháp thứ ba là phương pháp phẫu thuật. Thì phẫu thuật hiện nay nó có mấy cái phương pháp như này. Thứ nhất là mổ, nó cũng là mổ laser, nhưng thứ nhất là mổ bằng dao, tức là mình tạo một cái vạt bằng con dao, dùng cái lưỡi dao tạo cái vạt lên xong sau đó mình bắn, mình lấy bớt cái mô của giác mạc đi cho nó tạo thành cái giác mạc, sau này nó đưa cái ảnh đúng vào trong cái thần kinh, vào cái màng võng mạc của mình. Thì nó đấy là một phương pháp. Phương pháp thứ hai là mổ không dao, tức là mổ femto. Mổ femto là mổ không dao thì người ta dùng một cái máy laser và người ta tạo một cái vạt, sau đó để người ta với lật cái vạt lên, người ta bắn cũng tạo hình giác mạc như là cái mổ có dao, và sau đó người ta lật cái vạt đó lại thì là cái mổ đó nó gọi là mổ femto, là mổ không dao. Còn cái một phương pháp nó gọi là OUP, tức là cũng có dao nhưng mà cái vạt nó tạo khác và nó dùng cho những cái trường hợp mà một là người ta không có tiền để mổ femto trong khi độ cận người ta cao, dùng cái đó thì nó đỡ hao mô hơn, nó tốt cho bệnh nhân hơn là mổ dao. Thì lúc giờ người ta dùng cái OUP thì nó cũng có thể được. Đấy là mấy cái đó gì. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Kết ạ. Thưa quý vị khán giả, chúng ta vừa được nghe phần chia sẻ từ bác sĩ chuyên gia nhãn khoa về các bệnh lý tật khúc xạ. Nếu như quý vị khán giả có bất kỳ câu hỏi nào dành cho chương trình ngày hôm nay, cũng như là muốn đặt câu hỏi với bác sĩ, thì chúng ta cũng có thể là tham gia bằng cách là bình luận trực tiếp lên chương trình livestream ngày hôm nay. Bộ phận thư ký sẽ hỗ trợ chuyển câu hỏi của tất cả quý vị khán giả đến cho bác sĩ tư vấn. Và điều đặc biệt hơn nữa ngày hôm nay đó là trong chương trình khi mà đặt câu hỏi thì chúng ta cũng sẽ có một phần quà rất là đặc biệt quý vị ạ. Đó chính là một vòng đeo tay theo dõi chỉ số sức khỏe do Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ tài trợ. Và bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ có 5 vị khách hàng may mắn nhận được 5 giải khuyến khích từ chương trình. Đó là 5 voucher khám mắt miễn phí cũng như là một ba lô túi rút rất là xinh xắn dễ thương. Một lát nữa đây cuối chương trình thì chúng ta sẽ mời bác sĩ Kết bốc thăm chọn ra 6 vị khách may mắn này quý vị nha. Vì vậy chúng ta hãy cùng nhanh tay chia sẻ livestream cũng như là đặt câu hỏi để bác sĩ tư vấn ngay cho bạn nha. Và tiếp theo bây giờ thì chúng ta lại đến với một câu hỏi khác. Vâng, thưa bác sĩ Kết, như anh được biết thì cận thị có thể xảy ra từ trẻ rất là nhỏ cho đến người trưởng thành luôn. Như vậy thì khi chúng ta bị cận thị thì chúng ta nên điều trị ngay hay là để cận nặng độ hơn rồi thì mình mới phẫu thuật luôn một lần ạ? Nói chung là cận thị thì từ trẻ nhỏ cho đến những người lớn tuổi, đối với những em mà dưới 18 tuổi thì không có chỉ định phẫu thuật. Tại vì những em đó khi mà cơ thể nó phát triển thì cái nhãn cầu nó phát triển theo. Cho nên là cái trục nhãn cầu nó chưa ổn định được mà phải, người ta quy định là phải từ 18 tuổi trở lên. Cách đây khoảng 7-8 năm tôi có mổ ngoài Bắc đó. Tức là còn một tháng nữa mới đến 18 tuổi người ta cũng không cho anh mổ. Nếu anh mổ thì anh vi phạm vào cái luật và lúc bây giờ người ta có quyền kiện anh.
cho nên là bắt buộc phải từ 18 tuổi trên đến mổ. Thì dưới 18 tuổi cái vấn đề đặt ra là điều trị cho các cháu như thế nào? Cái vấn đề dưới 18 tuổi thì có thể là anh dùng otocay anh điều trị. Nếu như mà cháu nó cái độ cận nó cứ tăng rất là nhanh thì lúc giờ người ta phải dùng cái kính đeo ban đêm. Có để nó tăng nhanh quá thì đến lúc mà nó cái nó gọi là cận ác tính đó thì nó ảnh hưởng cho đến võng mạc cũng như là ảnh hưởng đến cái sự phát triển của nhãn cầu của trẻ nhỏ. Còn ngoài ra các em nó phải bắt buộc phải đeo kính. Nếu không đeo kính thì nó sẽ gây nhược thị. Tức là sau khi anh đeo kính cái thị lực nó cũng không đạt được tối đa, nó gọi là nhược thị. Còn trên 18 tuổi thì lúc giờ là mình nên mổ mà với điều kiện mình phải theo dõi trong 6 tháng cái độ cận thị của nó ổn định. Thì lúc bây giờ mới tiến hành mổ, chứ đừng cứ để rồi mình làm việc mình cứ đeo kính nó cứ tăng độ hoài lên. Và trong quá trình đi khám 18 tuổi anh chưa mổ được đó, tức là dưới 18 tuổi, từ 15, 16, 17, 18 tuổi thì lúc giờ bắt buộc là phải đi khám bác sĩ định kỳ. Thì hồi xưa là cách đây 7-8 năm tụi tôi có một cái thẻ khám khúc xạ, tụi tôi bán cho tất cả các bé. Thì cứ một năm, ví dụ hồi đó tôi bán là một năm là 500 ngàn cái thẻ đó thì khám 12 tháng miễn phí, cứ cầm cái thẻ đấy đến khám và anh mua thuốc. Thì vì vậy gia đình người ta đưa các cháu đến khám thường xuyên hơn và theo dõi được mắt cho chúng nó tốt hơn. Còn nếu không có thẻ đó nhiều khi người ta chả đưa đi khám cả, đến lúc con người ta nó cận quá nặng rồi đưa đến thì lúc giờ điều trị nó cũng mệt. Nên đấy, đối với trẻ dưới 18 tuổi thì chúng tôi đang có một cái chương trình là có thể là chúng tôi sẽ bán cái thẻ khúc xạ tùy theo từng gia đình mua. Cứ 6 tháng này anh mua cái thẻ đó, hết cái thẻ đó thì anh lại mua. Thì cái định kỳ có thể là một tháng anh khám 5 lần, 7 lần, bao nhiêu lần tôi không cần biết. Nhưng cứ có cái thẻ đó là đến khám miễn phí, anh khỏi phải nộp tiền khám. Lúc giờ thì có tiền mua thuốc. Còn trên 18 tuổi thì chúng tôi theo dõi trong 6 tháng liên tục, với mỗi tháng một lần anh đến anh khám mà cái độ cận nó ổn định, nó tăng trong vòng 3 đến 6 tháng không tăng quá 0,5 độ thì lúc giờ tụi tôi tiến hành tư vấn phẫu thuật cho bệnh nhân. Chứ còn để nếu như mà bệnh nhân mà cứ đeo kính xong nó cứ tăng độ rồi trong quá trình làm việc anh cứ sát cái mắt vô rồi anh làm việc nó không có khoa học, không có được sự hướng dẫn của các bác sĩ tư vấn thì anh tăng cái độ lên cao quá, tăng độ cao quá thì có thể cái giác mạc mình mỏng không mổ được. Nếu không mổ được thì ở đây tụi tôi tức là độ cận cao quá, giác mạc không mổ được bằng phương pháp LASIK thì chúng tôi có cái phương pháp fake IOL, tức là tụi tôi đặt một cái thấu kính về trước cái thụy thể và sau mống mắt để tạo cho thị lực nó tốt. Và sau đó nếu mà độ cận cao quá mà em không điều trị thì nó sẽ giãn cái nhãn cầu, cái củng mạc nó sẽ giãn ra, nó làm méo mó củng mạc đi và nó làm thoái hóa cái thần kinh, cái võng mạc. Thì sau này điều trị này nó không tốt. Và thậm chí cái tỷ lệ mà của người bong võng mạc do cận thị nặng nó rất là cao. Tức là nó bong cái màng thần kinh ra và sau nó hư cái mắt đưa đến mù lòa rất là cao. Cho nên là không nên để cận thị nó quá nặng. Xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Và chương trình cũng vừa nhận được một câu hỏi của bạn Mỹ Duyên 27 tuổi ở Cần Thơ đặt ra như thế này. Em nhờ bác sĩ tư vấn giúp em. Nếu như phẫu thuật cận thị bằng phương pháp LASIK và phương pháp femtolasik thì phương pháp nào tốt hơn? Và sau khi phẫu thuật xong thì có phải nằm viện lại hay là không? Em cảm ơn bác sĩ. Theo như chúng tôi đã làm lâu năm rồi thì tụi tôi dùng cái phương pháp femtolasik, tức là mổ không dao thì nó sẽ tốt hơn là mổ có dao. Mổ có dao nó có mấy cái nó bất lợi. Cái thứ nhất là ví dụ như giác mạc em mỏng quá mà cái độ cận em cao quá, rồi thì cái ca của giác mạc em nó dẹt quá thì mổ bằng dao nó có cái tỷ lệ tai biến cao hơn. Và cái mổ bằng dao thì nó gây khô mắt kéo dài hơn là mổ bằng không dao. Cho nên là theo tôi thì em nên mổ không dao, thì nếu có điều kiện mổ không dao vẫn tốt hơn. Còn nếu mổ có dao thì cũng được nhưng cái tỷ lệ khô mắt nó cao. Cảm ơn bác sĩ Kết đã trả lời câu hỏi của bạn Duyên. Kính thưa quý vị, hãy nhanh chóng đặt câu hỏi cùng với chương trình để chúng ta có cơ hội nhận được món quà hấp dẫn, đó chính là vòng đeo tay theo dõi sức khỏe. Ngoài ra cũng còn 5 giải khuyến khích, đó chính là 5 voucher khám mắt và 5 ba lô túi rút xinh xắn của chương trình. Chúng ta hãy nhanh chóng đặt câu hỏi với bác sĩ để được nghe bác sĩ tư vấn quý vị nha. Và bây giờ chúng ta có một câu hỏi tiếp theo của bạn Mai Chi ở Ô Môn, 25 tuổi.
Bạn ấy hỏi đó là: thưa bác sĩ, bệnh viện mắt Sài Gòn Cần Thơ có điều trị được cận thị hay là chưa? Và có được ưu đãi gì hay không? À, xin mời bác sĩ Kết giải đáp ạ. Xin thưa với bạn, bệnh viện mắt Sài Gòn Cần Thơ năm nay chúng tôi triển khai điều trị cận thị bằng LASIK, mổ có dao và mổ không dao, và có cái giá ưu đãi do kỷ niệm 16 năm thành lập hệ thống mắt Sài Gòn. Cho nên đối với mổ LASIK thông thường bằng dao thì là giá 21 triệu nhưng tụi tôi có giảm xuống còn 17 triệu 100 ngàn một bệnh nhân hai mắt. Còn đối với mổ femto thì tụi tôi giảm sâu hơn, cái giá của nó là 41 triệu thì tụi tôi giảm còn 27 triệu 950 ngàn hai, đấy là cho hai mắt. Còn mổ cái OUP thì 24 triệu tụi tôi giảm nó còn 19 triệu 650 ngàn cho hai mắt, đấy là cho hai mắt. Và xin lỗi, tôi cũng trả lời thêm cái phần mà cái em ban nãy hỏi, em Duyên hỏi đấy, tức là mổ xong thì bệnh nhân nằm viện hay là về, thì cũng báo thông báo cho các em biết là tức là các em đến khám trước, chúng tôi có cái chuẩn bị phẫu thuật, xong đó tụi tôi hẹn các em đến mổ, mổ xong sáng ra mổ xong thì đã các em về luôn, và ngày hôm sau các em tái khám, và sau đó một tuần sau các em tái khám, một tháng sau tái khám, thì trong vòng 3 tháng đầu tái khám tụi tôi miễn phí cái tiền khám bệnh cho các em. Xin được cảm ơn bác sĩ Kết rất là nhiều ạ. Thì như nãy giờ chúng ta cũng đã nghe những cái chia sẻ từ bác sĩ Kết rồi, thì cũng có rất là nhiều các câu hỏi từ quý vị khán giả đã gửi về. Thì hồi nãy bác sĩ Kết cũng vừa chia sẻ những cái chương trình ưu đãi hỗ trợ miễn phí giảm cho các khách hàng. Thì nếu như mà quý vị chúng ta có nhu cầu thì cũng có thể là liên hệ trực tiếp tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ của chúng ta để chúng ta có thể nhận được những cái ưu đãi liên quan đến những gì mà chúng ta đang muốn bác sĩ giải đáp, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta hãy nhanh chóng để mà có thể là tham gia bình luận trực tiếp cũng như là đặt câu hỏi để bác sĩ Trần Văn Kết của chúng ta có thể là chia sẻ ngay đến cho quý vị, giải đáp những thắc mắc mà chúng ta đang còn băn khoăn, đúng không ạ? Chúng ta có thể là chia sẻ cũng như bình luận trực tiếp tại livestream này, bởi vì chương trình sẽ có 6 phần quà rất là hấp dẫn quý vị ạ. Một phần quà đặc biệt đó là một vòng đeo tay theo dõi chỉ số sức khỏe được Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ tài trợ, cũng như là 5 giải khuyến khích, đó chính là 5 voucher khám mắt miễn phí, cũng như là mỗi cái voucher sẽ kèm theo một cái túi ba lô rút rất là xinh xắn. Cho nên là quý vị hãy nhanh chóng chúng ta cùng nhau chia sẻ livestream này cũng như là bình luận trực tiếp tại livestream để chúng ta có thể là nhận được nhiều ưu đãi hơn quý vị nha. Và từ nãy đến giờ thì bác sĩ của chúng ta cũng đã chia sẻ khá là nhiều rồi, thì cũng có nhiều câu hỏi đặt ra ở đây nữa. Chúng ta đang nghe chương trình tư vấn online bệnh lý tật khúc xạ và những điều cần biết của Bệnh viện Mắt Sài Gòn. Thời lượng của chúng ta còn rất là nhiều quý vị ạ. Và hồi nãy thì bác sĩ Kết của chúng ta cũng có chia sẻ, cũng có những cái câu hỏi nó cũng trùng trùng ý với nhau, chẳng hạn như là bệnh cận thị thì chúng ta nên phẫu thuật trong cái độ tuổi bao nhiêu là tốt nhất. Về cái vấn đề này thì bác sĩ Kết cũng có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết hay không ạ? Ví như cái độ tuổi của chúng ta mà còn bé quá, nhỏ quá mà chúng ta muốn phẫu thuật thì liệu là nó có ảnh hưởng đến sức khỏe sau này hay là không ạ? Đối với bệnh cận thị thì tốt nhất là chúng ta nên mổ từ 18 tuổi đến 35 tuổi. Dưới 18 tuổi thì chúng tôi không mổ, tại vì cái nhãn cầu cũng như cái giác mạc của các em nó còn phát triển theo thời gian và theo tuổi. Cho nên là chúng tôi không có chỉ định phẫu thuật đối với trẻ dưới 18 tuổi. Còn đối với người trên 35 tuổi thì còn có 4-5 năm nữa thì các bạn đã bị lão thị rồi. Thì thay bằng các bạn đeo cái kính cận nhìn xa thì lúc đọc sách các bạn không có phải có phải đeo kính nữa. Thì mổ mà khoảng 40 tuổi trở lên thì là không mổ, không có chỉ định mổ. Xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ. Cũng còn một số câu hỏi mà ngay sau đây thì Như Anh cũng xin được mời bác sĩ Kết của chúng ta giải đáp luôn để cho quý vị khán giả của chúng ta có thể là nghe trực tiếp cái sự tư vấn từ bác sĩ Trần Văn Kết ạ. Thì có một vị khán giả hỏi như thế này: bác sĩ ơi, cho em hỏi là người ta nói sau khi phẫu thuật LASIK xong thì khả năng tái cận vẫn có, như vậy thì có đúng hay không ạ? Và làm sao để hạn chế cái việc mà bị tái cận trở lại ạ?
Nói chung là sau mổ Nai dích thì cũng có thể tái cận lại, và cái tỷ lệ đó tái cận nó tùy thuộc vào cái công việc của các bạn và cái sự vệ sinh trong quá trình làm việc. Tức là các bạn mà cứ làm vi tính nhiều rồi các bạn mỏi mắt cái các bạn không dùng thuốc điều tiết mà các bạn cắm sát cái mặt vào thì lúc bây giờ nó sẽ làm thay đổi cái độ khúc xạ đi, cho nên là nó cũng có thể tái cận. Như sau khi mổ cận thị về rồi thì chúng tôi hướng dẫn cho tất cả các bệnh nhân của chúng tôi thì hầu như cái tỷ lệ tái cận tôi thấy nó rất là thấp. Và nếu có tái cận 1-2 độ sau 1-2 năm tụi tôi vẫn có thể lật cái vạt và bắn lại cho bệnh nhân được, bắn thêm cho bệnh nhân được, với điều kiện mà nó tái cận từng 1-2 độ, với điều kiện mà giác mạc còn đủ cái độ dày thì chúng tôi vẫn bắn được cho bệnh nhân, bắn lại. Xin được cảm ơn bác sĩ Kết rất là nhiều. Và như anh xin được đặt thêm một câu hỏi, đọc một câu hỏi từ một vị khán giả tên là Thế Nguyên. Bạn Nguyên hỏi như thế này, cho em hỏi là mắt cận 4 độ với lại loạn thị thì nên dùng loại phẫu thuật như thế nào ạ? Xin mời bác sĩ Kết. Nói chung là theo như tôi làm cũng nhiều năm rồi, thì nếu mà bạn cận trên 4 độ và loạn thì tốt nhất bạn nên mổ không dao, tức là mổ femto. Chuyện mổ có dao thì vẫn được, còn tùy theo cái độ dày của giác mạc của bạn. Nếu bạn mổ không dao thì cái mô của nó mất đi ít, trên cái độ dày của giác mạc nó còn được nhiều, và cái sự chắc chắn của con mắt nó sẽ tốt hơn nhiều so với mổ có dao. Còn khi mổ có dao thì cái vạt nó tới 130, có những cái vạt làm 90, nhưng mà mổ dao thì nó sẽ mất tốn nhiều mô hơn. Cho nên là bạn, theo tôi bạn nên mổ thường thường là trên 3 độ là tôi khuyên nên mổ không dao, mổ femto, còn dưới 3 độ thì mổ có dao, còn tùy thuộc cái kinh tế của bạn nữa. Ví dụ bạn không có kinh tế thì trên 3 độ vẫn có thể mổ dao được, có thể 4-5 độ vẫn mổ dao được, tùy theo cái giác mạc nó dày rồi thì kinh tế bạn nó không có thì mổ dao vẫn được. Nhưng cái vấn đề mà nó khô mắt thì nó cái tỷ lệ nó hơi cao hơn một chút, thì dùng cái thuốc nước mắt nhân tạo nó kéo dài thêm một chút. Ví dụ như mổ femto khi 1-2 tháng nó không khô mắt, nhưng mổ dao khi 3-4 tháng nó vẫn còn khô mắt. Thì sau này nó cũng hết, nhưng mà cái thời gian nó hơi kéo dài hơn một chút. Rồi, xin được cảm ơn bác sĩ Kết. Thêm một câu hỏi nữa, đó là của bạn Kiều Muội. Bạn hỏi rằng là bác sĩ ơi, cho em hỏi là mổ laser xong á thì sau này có bị cườm đá hay không ạ? Em xin mời bác sĩ Kết. Tất nhiên cái vấn đề cườm đá nó không liên quan đến LASIK. Ví dụ cườm đá là phát triển theo tuổi. Cũng có những cái cườm bệnh lý thì ở người trẻ, nhưng cái cườm mà già thì ở người khoảng 50 tuổi trở lên thì cũng bị cườm đá. Trên mổ LASIK xong vẫn bị cườm đá như bình thường. Chứ không có gì mà nó loại trừ được cái cườm đá của người có mổ LASIK. Được, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ. Bây giờ thì như anh sẽ tranh thủ chuyển tải hết tất cả những câu hỏi của quý vị khán giả đến bác sĩ Trần Văn Kết để chúng ta nghe sự tư vấn cũng như là giải đáp trực tiếp từ bác sĩ, để chúng ta có một cái sự giải đáp thắc mắc nó hoàn chỉnh nhất quý vị nha. Bây giờ sẽ là một câu hỏi của bạn Hồng Tươi. Bạn ấy hỏi là, bác sĩ cho em hỏi, em bị cận thị, ngoài phương pháp điều trị bằng cách phẫu thuật thì còn phương pháp điều trị cận thị bằng cách nào khác hay không ạ? Năm nay bạn Hồng Tươi 18 tuổi. Xin mời bác sĩ Kết, chúng ta hãy trả lời câu hỏi này cùng với bạn Tươi ạ. Bạn chưa cho tôi biết là bạn cận bao nhiêu độ và bạn cận như thế nào, cho nên rằng là đối với bạn trên 18 tuổi thì theo tôi nên, nếu bạn không muốn đeo kính thì bạn nên mổ LASIK, nên mổ phẫu thuật cho nó khỏi phải đeo kính. Dạ. Yeah. Rồi một câu hỏi tiếp theo của bạn tên là Tôn Thúy. Bạn hỏi rằng là em cận 3,5 độ. Công việc của em thì thường xuyên tiếp xúc với máy tính. Mổ xong thì có dễ bị tái phát cận lại hay không ạ? Như anh thấy là cái vấn đề mà mọi người lo sợ, có nghĩa là sau khi mà chúng ta phẫu thuật xong rồi thì liệu là cái việc tái cận nó có phát sinh, hoặc là nó có xuất hiện nhiều hay là không? Thì nhân đây thì cũng xin được mời bác sĩ Kết của chúng ta giải đáp thắc mắc cho tất cả quý vị, cũng như là riêng cái câu hỏi của bạn Tôn Thúy là bạn ấy phải thường xuyên làm việc trước máy tính thì cận 3 độ rưỡi, thì liệu là khi phẫu thuật xong rồi cái việc mà tái cận nó có xảy ra hay không ạ? Nói chung là bạn cận 3 độ rưỡi mà bạn làm vi tính nhiều, nhưng mà trong thời gian 6 tháng gần đây cái độ cận của bạn nó có tăng hay không? Nếu như nó không tăng thì sau mổ này nó cũng chẳng có bị tái cận.
Còn nếu như cái độ cận của bạn nó cứ tăng lên khoảng cứ 6 tháng nó tăng lên 1-2 độ, 1-2 độ thì lúc giờ người ta phải điều trị trước khi người ta mổ. Và cái tỷ lệ tái cận của những người tăng cái độ cận đó thì nó có vẻ cao hơn. Nhưng mà theo tôi thì một số người sau khi mổ nó dích rồi đó, thì do cái sự hướng dẫn của bác sĩ cũng như tư vấn của bác sĩ, các bạn làm việc cũng trên máy vi tính, thậm chí các bạn làm ngân hàng, rồi các bạn làm thư ký đánh máy nhiều, nhưng mà tôi cũng chưa thấy có nhiều người bị tái cận lại. Lâu lắm 1-2 năm thấy có 1-2 người tái cận lại thì đến chúng tôi lại bắn lại cái laser cho thì nó hết thôi, không có sao cả. Như vậy là cái việc mà tái cận đó thì nó cũng xảy ra, có xảy ra nhưng mà là một số ít thôi, thấp. Đúng không ạ? Dạ. Xin được cảm ơn sự tư vấn từ bác sĩ Kết rất là nhiều. Kính thưa quý vị, chúng ta hãy nhanh chóng đặt câu hỏi trong chương trình để có cơ hội nhận được món quà hấp dẫn, đó chính là vòng đeo tay theo dõi chỉ số sức khỏe. Ngoài ra cũng còn 5 giải khuyến khích với 5 voucher phiếu khám mắt và 5 ba lô túi rút xinh xắn của chương trình. Chúng ta hãy nhanh chóng đặt câu hỏi cùng với chương trình quý vị nha. Thời gian của chúng ta thì vẫn còn đủ để tất cả mọi người có thể là tham gia, chia sẻ cái livestream này cũng như là bình luận trực tiếp tại livestream để có cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn từ chương trình ngày hôm nay. Và như anh cũng xin được tiếp tục đọc một câu hỏi của một vị khán giả nữa. Bạn có nick là Liên Trần. Chào bác sĩ, bác sĩ ơi cho em hỏi là lúc 20 tuổi thì em đã mổ LASIK rồi. Sau này khi về già mà nếu như có bị đục thủy tinh thể thì mình đặt kính có tốt hay là không ạ? Xin mời sự tư vấn từ bác sĩ Kết. Thì sau khi em mổ LASIK rồi thì về già em bị đục thủy tinh thể thì vẫn phải phẫu thuật như là một cái người bình thường không mổ LASIK và vẫn phải đặt thủy tinh thể nhân tạo thì em mới thấy được rõ. Chứ còn nếu em mổ mà không đặt thủy tinh thể nhân tạo thì nó, tại vì cái mắt của em nó về chính thị rồi, trên khi nó bị cườm thì nó là một mổ một con mắt của người đã mổ cận thị. Thì lúc giờ nó có cái công thức tính cái công suất thủy tinh thể nhân tạo nó khác với người bình thường. Tại vì khi mà em tạo hình giác mạc rồi thì cái ca nó thay đổi. Cho nên là buộc cái người phẫu thuật viên phải dùng một cái công thức tính đặc biệt để tính ra cái công suất thủy tinh thể nhân tạo của em để mổ cho nó phù hợp với em. Thì vẫn mổ bình thường thôi. Dạ. Xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Rồi có một câu hỏi nữa của bạn Toàn Cao, đó là xin được chào bác sĩ, đeo kính gọng là cách đơn giản và an toàn nhất để chữa bệnh về tật khúc xạ có phải hay không ạ? Xin được cảm ơn bác sĩ. Đây là câu hỏi của bạn Toàn Cao ạ. Xin mời bác sĩ ạ. Đeo kính gọng hay không nó còn tùy thuộc vào cái công việc của bạn. Ví dụ bạn là vận động viên thể thao hay là đeo kính gọng mà nó với cái độ cận nó cao quá, nó có nhiều những cái bất lợi. Cái thứ nhất là nó làm giảm cái thị trường, tức là cái khoảng nhìn của bạn như này nó bị thu hẹp lại do hai cái khung viền của gọng kính này, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là những người bị cận thị mà đeo kính kéo dài thì nó bị tổn thương cái võng mạc vùng chu biên, nó gây thoái hóa hắc võng mạc, nhất là những người cận thị nặng. Nó gây thoái hóa võng mạc vùng chu biên và nó gây giãn lồi cuộn mạc. Cho nên là nó tùy theo từng cái độ cận thị cũng như tùy theo công việc của bạn, có thể đeo kính an toàn hay không là do cái công việc cũng như do cái độ cận thị của bạn. Chứ bạn cận nặng quá, bạn cứ đeo kính nó giãn lồi cuộn mạc, nó thoái hóa quang mạc thì về già bạn có bị đục thủy tinh thể, có mổ cũng chẳng thấy đường. Mà này nó thoái hóa nặng quá này, nó gây ra thoái hóa rào, để nó gây ra bong võng mạc, nó gây ra đủ thứ những cái biến chứng, để gây ra đục pha lê thể. Nó có những cái trường hợp mà cận thị nó thoái hóa nặng quá, chúng tôi nó có cái chỉ định chích Nucentis vào trong đó để giữ cái võng mạc cho chị, vào trong nội nhãn để giữ võng mạc của các bạn cận thị nặng. Nó có những cái chỉ định như vậy, nó thoái hóa cái vùng hoàng điểm. Cho nên là đối với cận thị nặng rất là nguy hiểm. Mà đeo kính gọng nó tốt hay không? Ví dụ như bạn cận có 1-2 độ thì các bạn đeo kính gọng đấy là cũng có thể được nếu không có điều kiện mổ. Chứ còn thường bạn đi tập thể thao rồi mồ hôi nó chảy ra rồi thì bạn đeo kính gọng nó cũng nhiều cái bất tiện. Thì bạn mổ phẫu thuật được thì nó tốt hơn. Dạ. Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Và tiếp tục sẽ là một câu hỏi của một bạn có nick là quê nhà. Bạn hỏi là nước mắt nhân tạo có dùng hàng ngày được cho các cháu học sinh hay không ạ? Xin bác sĩ Kết có thể là giải đáp thắc mắc này. Nói chung nước mắt nhân tạo thì nó có hai loại. Một loại là không có chất bảo quản và một loại có chất bảo quản. Thì nếu như mà các cháu mà nó các cháu học sinh mà nó
ham chơi vi tính, ham chơi điện thoại, ham chơi game, nó khô mắt, thì cái đó phải dùng thường xuyên cho nó. Nhưng mà tốt nhất là gia đình nên cho các cháu nó chơi vừa phải, chứ để mà nó nhìn nó cứ trông trông mắt, nó không chớp mắt thì nó không, nó khô mắt thì phải dùng nước mắt nhân tạo. Thì nên dùng những cái loại nước mắt nhân tạo không có chất bảo quản, kéo dài thì nó không ảnh hưởng gì. Còn những cái loại nước mắt nhân tạo mà có chất bảo quản thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều, cũng ảnh hưởng ít đến cái giác mạc của bé. Cho nên là nó cũng không có tốt, làm nó làm ức chế cái sự tiết nước mắt của bé ra, nó có thể gây viêm nhiễm, nó có thể gây những cái chất bảo quản của nước mắt nhân tạo, những cái chai lớn, còn những cái tiếp nhỏ thì nó không ảnh hưởng, nó tốt thôi, chả sao cả. Và tiếp theo sẽ là một câu hỏi của một vị khán giả nữa. Bác sĩ ơi, em bị cận thị nặng rồi còn bị loạn thị nữa, nhưng em đã 33 tuổi rồi, như vậy thì có nên mổ mắt hay không ạ, thưa bác sĩ? Em cận thị nặng mà em 33 tuổi, nếu như cái giác mạc của em nó đủ để phẫu thuật thì cũng nên phẫu thuật đi. Còn nếu như mà cận thị quá nặng mà cái giác mạc nó mỏng không đủ phẫu thuật LASIK thì lúc giờ có thể làm cái phakic IOL, tức là đặt cái thị hình thể nhân tạo nó về phía trước cái thị hình thể chính của em để điều trị cái bệnh mắt cho em. Chứ còn đeo kính của em cận thị nặng thì nó quá nguy hiểm luôn. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Có một câu hỏi của một vị khán giả, như anh cũng xin đọc luôn. Câu hỏi này nó cũng hơi dài một tí ạ. Dạ, cho em hỏi là sau khi khám tiền phẫu thuật thì em được kết luận sau khi mổ mắt thì thị lực vẫn chỉ đạt được tối đa là 6 trên 10 thôi, do bị bẩm sinh. Như vậy thì sau mổ em có nguy cơ tái cận cao hơn người khác hay không? Và khi làm việc thì có thể đeo thêm kính để nâng cao thêm thị lực của mình hay không? Cảm ơn bác sĩ. Đây là câu hỏi của bạn Ngân Khả Trần. Dạ, em xin mời bác sĩ. Nói chung là sau khi mổ cận thị mà em chỉ được thị lực tối đa là 6/10, có nghĩa là trước khi mổ em đeo cái kính em cũng chỉ được tối đa 6/10. Do em bị nhược thị, tức là lúc nhỏ cho lúc em đeo kính em không có đeo kính, đâm ra cái võng mạc của em nó sẽ bị thoái hóa nhiều hơn và nó gây, nó gọi là nhược thị, tức là dù có làm gì chăng nữa em thị lực cũng không quá được 6/10. Cho nên dù em có đeo kính nó cũng chẳng tăng được, thì em đeo làm gì khi người ta mổ hết độ cận cho em rồi. Và cái tỷ lệ tái cận hay không thì nó cũng không có phụ thuộc vào cái nhược thị. Cho nên là em cứ yên tâm, em cứ mổ thôi, và cái thể lực của em nó chỉ được tối đa như vậy. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Một câu hỏi nữa như anh xin được chuyển đến cho bác sĩ kết của chúng ta, của bạn Lam Nguyễn quý vị ạ. Bạn hỏi là: bác sĩ ơi, cho em hỏi là mổ cườm khô có đau hay không, và có phải tiêm thuốc mê hay là không ạ? Xin mời bác sĩ trả lời. Mổ cườm khô có nghĩa là cườm đá đó, ở trong này người ta còn gọi là cườm đá. Thì nói chung là tụi tôi mổ ngày xưa thì người ta phải tiêm thuốc tê vào hậu nhãn cầu cũng như vào cạnh nhãn cầu. Nó tê hết cái mắt của bạn đi, nó sụp cái mí xuống, lúc giờ người ta mới phẫu thuật được. Còn cách đây 16-17 năm, gần 20 năm, tôi có bị một trường hợp, đó là tôi mổ nhỏ thuốc tê cho người ta. Sau khi tôi đi nước ngoài về, tôi xách cái chai thuốc tê về tôi mổ. Và tôi đã bị một cái đơn kiện, tức là bác sĩ mổ sống cho bệnh nhân, bác sĩ vô đạo đức này kia, chửi ông sông lên, rồi thì tính là không cho tôi mổ nữa. Và sau đó thì tôi phải tổ chức một cái bữa tiệc nhỏ nhỏ ở nhà hàng Sông Hậu đó. Đây là kể một câu chuyện vui để các bạn biết, tức là mình làm cái gì đầu tiên nó cũng khó như thế. Và tôi mời cái bệnh nhân đó từ Rạch Giá và một ông từ Cà Mau lên, hai ông bệnh nhân của tôi. Và lúc giờ hãng ăn cơm người ta cũng có hỗ trợ cho tôi nữa. Và chính hai người đó nói là tôi mổ không có đau. Từ đó cho đến bây giờ tôi vẫn mổ nhỏ tê và tôi không thay đổi. Tôi không tiêm thuốc cho bệnh nhân mà tôi chỉ cần nhỏ hai giọt thuốc tê vào mắt thôi. Tôi mổ xong cái cườm chừng 5-6 phút, 7-8 phút đồng hồ xong rồi. Và đặt cái kính cho bệnh nhân không đau. Và mổ cho chúng tôi ngày xưa mổ thì phải sau khi mổ phải băng mắt lại, tại vì anh chích thuốc tê thì nó cái mi nó hở ra là nó hư con mắt. Nên bây giờ mổ tôi chỉ phát một cái kính gọng như thế này bảo hộ cho bệnh nhân đeo, và về tối có thể coi tivi luôn, chả có vấn đề gì cả. Nhưng mà chỉ làm theo cái hướng dẫn của bác sĩ là sau khi mổ về không cho nước vô, không được làm việc nặng. Người làm việc nặng thì có thể cái kính mới đặt vào cái thị hình thể nhân tạo nó sẽ bị xô lệch đi, nó do cái co bóp của mắt.
Cho nên là về tụi tôi không băng mắt luôn và để cho bệnh nhân giãn đồng tử 4 tiếng sau co đồng tử lại, bệnh nhân đi coi tivi. Và có một số bệnh nhân đi mổ, hồi tôi mổ ở ngoài miền Trung đó, người ta nghèo lắm, người ta không có người đưa đi. Người ta đi xe Honda đến mổ xong rồi, bác sĩ ơi tôi chạy xe Honda về, thì lúc giờ người ta nói tôi phải nhỏ co đồng tử cho người ta và người ta chạy xe Honda. Tôi chỉ khuyên là khi chạy về nhà, bác vứt cái xe Honda ngoài sân để cho con bác nó dắt vào trong nhà, chứ bác đừng có cố gồng mình nên dắt cái xe Honda vào trong nhà thì nó nguy hiểm. Có thế thôi, mổ xong 2 tiếng sau người ta có thể chạy xe Honda về nhà bình thường, chả có sao cả. Bây giờ mổ cái cườm khô nó đơn giản, nó không như ngày xưa. Ngày xưa nó phức tạp, bây giờ có máy móc người ta mổ nó đơn giản hơn. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Kính thưa quý vị, chúng ta đang được theo dõi chương trình tư vấn online bệnh lý tật khúc xạ và những điều cần biết của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, cho nên là bây giờ thì quý vị khán giả chúng ta hãy nhanh chóng, nếu như mà có thắc mắc gì đó về bệnh lý tật khúc xạ thì chúng ta có thể là đặt ngay câu hỏi trên phần livestream của chương trình ngày hôm nay. Và điều đặc biệt là khi tham gia chương trình thì sẽ có những phần quà rất là hấp dẫn để dành tặng cho quý vị khán giả. Một phần quà đặc biệt đó là vòng đeo tay theo dõi sức khỏe. Và ngoài ra thì cũng còn 5 giải khuyến khích, đó là 5 voucher phiếu khám mắt và kèm theo một túi ba lô rút rất là xinh xắn. Mà một lát nữa đây tầm khoảng gần cuối chương trình thì bác sĩ Kết của chúng ta sẽ bốc thăm chọn ra những vị khán giả may mắn nhận được những phần quà hấp dẫn của chương trình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dành thêm một ít phút nữa để đọc một vài câu hỏi từ quý vị khán giả đã gửi về chương trình tư vấn online của chúng ta ngày hôm nay. Và Như Anh xin được tiếp tục đặt câu hỏi, gửi câu hỏi của bạn Nhi Phan đến cho bác sĩ Trần Văn Kết của chúng ta. Cho em hỏi là em mổ mắt được 1 năm nhưng mà bây giờ thì nhìn hơi loạn một tí thì có sao hay không ạ? Xin mời bác sĩ Kết của chúng ta trả lời. Bạn nhìn hơi loạn một tí có nghĩa là loạn bao nhiêu độ? Bạn phải đi đến khám xem là cái nhiều khi mắt của bạn nó bị khô mắt hoặc nó có bệnh lý về bờ mi, nó gây khô mắt thì có thể nó cũng gây ra loạn thị một chút. Hoặc là có thể nhiều khi là cái loạn mà đo nên nó là 0,5 độ, đấy là cái sai số của cái máy đo, chứ chưa chắc là phải loạn. Mà bạn nhìn nó khó, có thể là do nó khô mắt hoặc do cái bệnh lý khác về mắt, chứ bạn mổ cũng đã lâu rồi thì nó, tôi nghĩ là không ảnh hưởng gì đến cái mổ. Dạ rồi. Có một câu hỏi nữa từ một vị khán giả cũng đã gửi về cho chương trình ngày hôm nay. Chào bác sĩ, tôi vừa mổ cận được 2 tháng. Xin bác sĩ tư vấn cách giúp cũng như là cách giữ để không bị cận lại. Và khi xem tivi hoặc là điện thoại ở trong phòng bóng tối hoặc là phòng tắt đèn thì có được hay không? Mong bác sĩ tư vấn. Đây là câu hỏi của bạn Linh Murderfroyce. Bạn ấy cũng mong nhận được sự chia sẻ từ bác sĩ Trần Văn Kết của chúng ta. Theo tôi thì bạn mới mổ được 2 tháng thì tất cả những cái công việc của bạn làm, bạn nên có cái lịch trình nhất định. Và cái mắt của bạn mới mổ 2 tháng thì cái sự khô mắt nó cũng chưa có được hoàn chỉnh lắm. Nên nó vẫn có thể còn khô mắt. Bạn làm việc nhiều quá thì cái điều tiết của cái thể mi, tại vì từ trước đến bây giờ bạn đeo cái kính cũng giống như là bạn đi đường thì có cha mẹ bạn gánh đỡ cái gánh nặng cho bạn rồi. Bây giờ bạn phải tự gánh, tức là khi mà tôi mổ cận thị thì bạn nhìn xa nó rõ, nhưng nhìn gần thì buộc cái thể mi nó phải điều tiết với thị thể, nó điều tiết lại, nó kéo cái thị thể cho nó đưa cái hình vào đúng cái võng mạc. Cho nên bây giờ từ trước giờ nó không làm việc, bây giờ bắt nó làm việc thì có thể nó vẫn còn mỏi mệt. Cho nên bạn làm việc nó phải có chừng mực, chứ xem bạn xem điện thoại trong bóng tối hoặc là bạn làm vi tính trong tối thì cái giác mạc của bạn nó chưa được hoàn chỉnh, nó chưa được liền hẳn, cho nên là cái độ khúc xạ của nó vẫn còn cần phải có ánh sáng cho nó tốt để cho bạn làm việc nó tốt hơn. Và bạn nên làm việc cứ 1 tiếng thì bạn nhỏ cái thuốc nước mắt nhân tạo hoặc là bạn nhỏ một cái số cái thuốc để nó kích thích cái điều tiết của thể mi, để cho bạn nhìn xa nhìn gần nó thoải mái hơn, nó đỡ khó chịu hơn cho bạn thôi. Chứ còn không sợ gì tái cận đâu, nếu bạn làm nó đúng thì không sợ tái cận. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Trần Văn Kết rất là nhiều. Kính thưa quý vị, chúng ta đang được theo dõi chương trình tư vấn online bệnh lý tật khúc xạ và những điều cần biết do Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ thực hiện. Và vì thời lượng của chương trình có hạn,
Thật sự thì cũng còn rất là nhiều câu hỏi như anh cũng muốn chuyển tải đến cho bác sĩ Trần Văn Kết để có thể là giải đáp hết những thắc mắc của quý vị khán giả. Nhưng mà thời gian không cho phép, cho nên là chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau để chúng ta có thể là nghe được sự tư vấn từ các chuyên gia nhãn khoa nhiều hơn nữa quý vị nha. Và bây giờ thì trước khi mà kết thúc cái livestream ngày hôm nay thì có một cái mini game mà như anh nghĩ rằng là các quý vị khán giả của chúng ta cũng đang rất là nóng lòng chờ đợi rồi. Đó là chúng ta sẽ tìm ra chủ nhân của chiếc vòng đeo tay chỉ số sức khỏe cũng như là 5 phần quà thú vị từ chương trình. Và trên tay của như anh hiện tại đây là một cái thùng phiếu bốc thăm. Thì ngay bây giờ như anh xin được mời bác sĩ Kết của chúng ta sẽ trộn thật đều các phiếu thăm này và chọn ra 5 phiếu để mà nhận quà tặng là 5 phiếu khám mắt cũng như là 5 ba lô túi rút của chương trình. Còn cái giải đặc biệt thì chúng ta sẽ tìm ra chủ nhân sau đó nữa quý vị nha. Và bây giờ thì xin được mời bác sĩ Kết chúng ta sẽ chọn ra 5 lá thăm may mắn nhất ạ. 1 Để đây nè. 2 Dạ rồi. Giờ em đọc em công bố luôn nè. Dạ bây giờ thì trên tay của Như Anh và bác sĩ Kết của chúng ta cũng đã có tên của 5 vị khán giả may mắn, là 5 vị khán giả đã tham gia đặt câu hỏi trực tiếp trong chương trình livestream ngày hôm nay. Bây giờ thì không biết là Như Anh hay là bác sĩ Kết chúng ta sẽ đọc ạ. Thôi em đọc. Dạ. Dạ rồi, bây giờ thì đầu tiên xin được chúc mừng một bạn có tên là Tiếu Tích. Bạn đầu tiên đã nhận được một cái voucher từ chương trình cũng như là một ba lô túi rút rất là xinh xắn nha. Bạn thứ hai đó là bạn Tôn Thúy. Tiếp theo, người bạn thứ ba của chúng ta có tên là Nguyễn Ngân. Sẽ còn hai bạn nữa, ai sẽ là may mắn nhận được đây ạ. Tiếp theo đó là bạn Mia Bùi, vị khán giả thứ tư. Và cuối cùng đó là bạn Quỳnh Lam. Như anh đã đọc xong tên của 5 vị khán giả may mắn nhận được 5 giải khuyến khích của chương trình, đó là 5 voucher khám mắt miễn phí cũng như là kèm theo một ba lô túi rút rất là xinh xắn. Chương trình cũng sẽ cố gắng liên hệ với các bạn trong thời gian sớm nhất để chúng ta có thể là nhận được giải thưởng từ chương trình nha. Và bây giờ bác sĩ Kết sẽ chọn ra một lá thăm may mắn duy nhất của chương trình để chúng ta biết được người nhận phần quà đặc biệt sẽ là ai. Xin được mời bác ạ. Chúng ta đang rất là hồi hộp chờ đợi đúng không ạ? Phần này thì chắc là Như Anh sẽ nhường lại cho bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Kết của chúng ta công bố nha. Giải thưởng đặc biệt là một chiếc vòng đeo tay theo dõi chỉ số sức khỏe do Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ tài trợ ạ. Xin được mời bác. Tên của bạn, tên của bạn có một chữ Q. Vậy thì nãy giờ vị khán giả nào của chúng ta mà giống như bác nói là có một chữ Q mà đã đặt câu hỏi thì chúng ta hãy hồi hộp chờ đợi nha. Dạ rồi. Và có một chữ A. Dạ rồi, nãy giờ thì khi mà ngồi cạnh bác sĩ Kết của chúng ta thì Như Anh cũng đang rất là hồi hộp không kém đâu ạ. Chắc là bác sẽ công bố luôn để xem ai sẽ là may mắn nhận được phần thưởng giá trị này đây nha. Một chữ N. Dạ. Dạ rồi. Một chữ H. Nhưng anh có thể đoán được đấy ạ. Bởi vì nãy giờ với những cái chữ cái mà bác sĩ chia sẻ thì anh có thể đoán được hồi nãy có một cái nick rất là ấn tượng cũng đã đặt câu hỏi rất là hay cho chương trình đấy ạ. Có phải là bạn có nick là quê nhà không bác? Dạ đúng. Dạ rồi ạ. Xin được dạ chúc mừng vị khán giả có tên là quê nhà đã may mắn nhận được giải thưởng đặc biệt của chương trình ngày hôm nay. Đó chính là vòng đeo tay theo dõi chỉ số sức khỏe. Và chương trình cũng sẽ sớm liên lạc với 6 bạn may mắn nhận được giải thưởng của chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, chương trình tư vấn online bệnh lý tật khúc xạ và những điều cần biết của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ xin được khép lại tại đây. Số lượng ưu đãi của chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều với những gì mà nãy giờ bác sĩ của chúng ta đã chia sẻ rồi. Chúng tôi xin được nhắc lại chương trình ưu đãi cho quý khách hàng nào có nhu cầu điều trị tật khúc xạ tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ. Hỗ trợ chi phí miễn giảm cho khách hàng sẽ là về giá phẫu thuật LASIK sẽ là 21 triệu đồng và hỗ trợ chi phí phẫu thuật là 3 triệu 150 ngàn đồng, hỗ trợ phí khám là 750 ngàn đồng. Và như vậy thì chúng ta sẽ thực thu đó là 17 triệu 100 ngàn đồng.
Còn về phẫu thuật femtolasic thì giá phẫu thuật đó là 41 triệu đồng, thì bệnh viện sẽ hỗ trợ chi phí phẫu thuật 12 triệu 300 ngàn đồng, kèm với hỗ trợ chi phí khám đó là 750 ngàn đồng. Thì như vậy quý vị chỉ sẽ trả 27 triệu 950 ngàn đồng. Và còn về AUP LASIK thì giá phẫu thuật là 24 triệu đồng, bệnh viện sẽ hỗ trợ chi phí phẫu thuật là 3 triệu 600 ngàn đồng, chi phí khám đó là 750 ngàn đồng và tổng số tiền quý vị phải trả đó là 19 triệu 650 ngàn đồng. Số lượng ưu đãi của chúng ta sẽ là 50 người đăng ký đầu tiên. Chính vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến số tổng đài 0867010105 để được tư vấn chi tiết. Xin được nhắc lại số tổng đài hotline đó là 0867010105, hoặc chúng ta có thể là trực tiếp đến bệnh viện để được bác sĩ thăm khám và tư vấn cụ thể. Còn bây giờ chương trình của chúng ta chính thức xin được khép lại. Thay mặt những người thực hiện chương trình cũng xin được cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Kết, giám đốc của Bệnh viện Mắt Sài Gòn đã tham gia chương trình của chúng ta. Cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin được kính chúc sức khỏe của tất cả mọi người. Như anh cùng với bác sĩ Trần Văn Kết, xin chào và hẹn gặp lại.